Dạ vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Martin xin được gửi đến tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và nhân dịp một năm mới, Martin cũng xin phép được chúc cho công ty Phan Kha cũng như tất cả quý vị chúng ta sẽ có một mùa xuân thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Và một bài hát đầu tiên xin phép được gửi đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc được mang tên Thì Thầm Nụ Hôn Mùa Xuân. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và một bài hát tiếp theo xin phép được gửi đến tất cả quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca khúc được mang tên Trả Nợ Tình Xa. Cho hết, cho hết, cho người.
dốc hết tình nơi ta chỉ được người, dốc hết tình nơi ta trả đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì nợ tình xa, tóc rối bạc màu vì ngại đời nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Vâng, xin cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Mai Trinh đã làm sân khấu chúng ta bùng nổ hơn. Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy để cho những giai điệu yêu thương vang trên sân khấu này với ca khúc Tình Yêu Của Tôi qua giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Thảo. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, lời nói đầu tiên Thanh Thảo cũng xin gửi đến vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và liên tục trên Thanh Thảo gửi vị một sáng tác nhạc nước ngoài, lời Việt của tác giả Nguyên Lộc, ca khúc được mang tên Tình Yêu Của Tôi. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Lời hát vọt vào đêm ngân lên tình hương mềm, bao lòng đất say đắm và tình yêu mãi ngân. Có anh trong vòng tay của đời bước sáng lên, có hoa đinh trong khi không nhạt đã xôn xa. Tình yêu của ta mãi ngân ngân lên muôn vì sao? Có tim đã đã sống trong đam mê không vui, có lúc nay lòng chợt vội buồn. Xin cho người ngàn lời diệu em, người yêu thương ta.
cảm ơn tôi đại vị đã thân thương rất nhiều, cũng như cành hoa thân thương mà quý khách dành cho anh Thầu rất nhiều ạ. Và một ca khúc tiếp theo ạ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc được mang tên Đêm Huyền Diệu. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn những ca khúc rất sôi động mà ca sĩ Ngọc Linh vừa gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp không khí của đất trời vào xuân ngày hôm nay với ca khúc Bên Em Mùa Xuân qua giọng hát của nữ ca sĩ Cẩm Quyên. Kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình, một món quà âm nhạc Cẩm Quyên xin được phép gửi tặng đến tất cả quý vị ca khúc được mang tên Bên Em Mùa Xuân, thay lời chúc cho nhà hàng Thái An cùng với những người anh em trong âm thanh ánh sáng điện tử Sơn trân trọng gửi đến tất cả quý vị lời chúc bước sang năm mới 2020 gặt hái được nhiều thành công
vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe ca khúc vừa rồi rất là nhiều. Và lý tưởng trình thì các quý vị xin được phép gửi tặng đến tất cả quý vị một ca khúc thứ hai, một sáng tác của Trần Thiện Thanh, ca khúc được mang tên Mùa Đông Của Anh. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ca khúc này ạ.